Hello các bạn, trên tay của mình đang là một chiếc Kindle Paperwhite thế hệ thứ 4, tức là Gen 10. Và đây là những cái trải nghiệm, những cái đánh giá của mình sau khoảng 2 năm sử dụng. Ok, xin mời các bạn. Một số thông số kỹ thuật như là chúng ta có màn hình E-Ink 6 inch với 6 bóng LED với điểm ảnh là 300 ppi và trọng lượng là 182 gram. Đầu tiên thì ta sẽ nhìn với tổng thể mặt trước của cái Paperwhite thế hệ thứ tư này thì nó đã mượt mà hơn, nó đã phẳng phiu hơn và nó đã mỏng hơn thế hệ thứ ba và các thế hệ trước rất là nhiều, bởi vì cái màn hình nó đã được làm phẳng đi. Cùng với đó là khả năng chống nước của nó đã cho phép chúng ta có thể vừa tắm vừa sử dụng đọc sách, cũng như là tránh vô tình mà chúng ta đi dưới trời mưa có thể bị ướt. Ở cạnh dưới của máy chúng ta sẽ có một cái cổng sạc cũng như là cổng để chuyển dữ liệu, một cái pin báo, đèn sạc và một cái nút nguồn cũng như là nút sleep. Tất cả ba cạnh còn lại thì chúng ta sẽ có một cái mặt trơn trụi và không có gì ngoài cái viền được làm khá là ôm tay và bám tay, với dung lượng là 32GB dự trữ và pin là 1500 mAh cho thời gian sử dụng từ 6 đến 8 tuần với thời gian bình quân đọc là khoảng 30 phút một ngày khi tắt chế độ Wi-Fi và độ chờ đến khoảng 30 ngày. Đặc biệt thì bản này có cung cấp thêm tính năng Bluetooth để chúng ta có thể sử dụng chức năng Audible khi mà nghe sách. Paperwhite thứ tư chúng ta sẽ không có cái phím chuyển trang nào ngoài phím nguồn duy nhất. Đặc điểm nổi trội của thế hệ Paperwhite thứ tư thì chúng ta có một pin tốt hơn với dung lượng cao hơn và khắc phục được lỗi màn sáng nó không được đều như thế trước. Có thêm chức năng Dark Mode là màn hình đen khi đọc sách và có thêm tính năng Bluetooth để nghe sách nói. Ở mặt sau của chúng ta sẽ có một cái mặt được phủ với lớp nhựa, được phủ một lớp cao su non lên cho cảm giác khá là bám tay, nhưng điểm trừ của nó là nó dễ khá bám bẩn và mồ hôi tay này. Thì tôi mà cầm đến đâu thì các bạn thấy là nó nhìn khá là tởm. Và để khắc phục cái này thì chúng ta có thể sử dụng thêm một cái cover, và tốt nhất là chúng ta nên sử dụng cover để có thể mở máy ra để bật luôn cái màn hình. Thường thì cover sẽ hỗ trợ cái đó khá là tốt, có nhiều mẫu cover khá là hay ở trên thị trường, đâu đó khoảng 300-500 nghìn thì nó khá là xịn. Đánh giá chung lại thì nếu bạn muốn một cái sản phẩm mới đủ bộ nhớ để lưu truyện tranh, đọc PDF, đọc Audible và đọc các quyển sách mà chúng ta yêu thích, lưu trữ cả một cái thư viện mà không phải lo nghĩ về bộ nhớ, thì bạn có thể lựa chọn thì Paperwhite thứ tư. Và nếu bạn cần một sản phẩm có độ tiện dụng khi sử dụng, độ sử dụng sắc nét, chuyển trang nhanh và mượt mà, thì các bạn vẫn nên lựa chọn Kindle Paperwhite thế hệ thứ tư. Điểm trừ ở trên thế hệ Paperwhite thứ tư này là nó thường xuyên bị lưu ảnh khi sử dụng, và tuy là cái lỗi này thường xuất hiện ở trong cái giao diện đọc sách nhưng mà nó cũng khá là gây khó chịu khi mà chúng ta thường xuyên lật qua những trang sách này kia, thì nó lưu lại một chút và để khoảng vài giây nó mới biến hoàn toàn. Các nhược điểm tiếp theo là nền đen của Paperwhite thứ tư thì làm cho máy trở nên bị chậm và phản hồi chậm hẳn so với khi để nền trắng. Và khi sử dụng ngoài trừ giao diện đọc sách thì bạn nên để nền trắng để thực hiện các chức năng khác cho nó mượt mà hơn. Và tuy không gây khó chịu nhiều nhưng và Paperwhite thế hệ thứ tư thì cái màu nó không được đẹp lắm, chi tiết cái chữ nó không được tách bạch, cái contrast nó không được nổi trội, làm chúng ta đọc nó không được sướng, không được cảm nhận giống như cái thiệu Paperwhite thế hệ thứ ba trước mình đã được trải nghiệm. Vì làm màn hình phẳng nên nó rất là dễ bị xước nếu mà không cẩn thận, và độ khúc xạ của màn hình này cao hơn hẳn so với màn hình Paperwhite thế hệ thứ 1, thứ 2, thứ 3.